Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân tình lo lắng khi có thông báo về tình hình sức khỏe của mình. Cô chia sẻ mí mắt đang bị sưng đỏ vì dị ứng. Nghe lý do ai cũng hốt hoảng, lo sợ trước vẻ ngoài của cô ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi. Thời gian vừa qua, hành trình chinh chiến của Kỳ Duyên tại Miss Universe 2024 được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, Kỳ Duyên xuất hiện với outfit tổng tài, khoe vẻ ngoài chanh xả mang đậm phong cách menswear. Tuy vậy, việc người đẹp đeo kính đen che đi đôi mắt của mình khiến công chúng tò mò. Kỳ Duyên chia sẻ, mọi người biết vì sao hôm nay Duyên phải đeo kính không? Hôm nay Duyên không gắn mi vì trong suốt những ngày qua, ngày nào Duyên cũng gắn mi giả, gắn nguyên một ngày trời đến đêm mới về. Bờ mi của Duyên bị dị ứng sưng lên đau lắm. Ở bên này mọi người đều dùng keo dán mi rất tốt, nhưng mắt của Duyên quá là nhạy cảm nên mắt Duyên bị dị ứng. Người đẹp cho biết đã được bác sĩ khám và tư vấn. Bác sĩ nói Duyên phải cố gắng giữ cho phần mí mắt thật sạch. Tình hình sức khỏe của Kỳ Duyên được khán giả quan tâm. Khán giả chúc cô giữ sức khỏe tốt để luôn tràn đầy năng lượng trong hành trình của mình. Thời gian vừa qua, người đẹp quê Nam Định rất bận rộn với lịch trình dày đặc tại Miss Universe 2024. Để xuất hiện thật hoàn hảo trước ống kính, Kỳ Duyên thức dậy từ 4 giờ đến 4 giờ 30 phút sáng, dành khoảng 2 tiếng rưỡi để cẩn thận chuẩn bị từ trang phục, trang điểm cho đến kiểu tóc. Kỳ Duyên mong muốn mình luôn chỉnh chu trước công chúng và truyền thông để tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt khán giả và các thí sinh khác. Khi nói đến việc làm tóc và trang điểm, Kỳ Duyên cho biết mỗi thí sinh đều nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp. Tuy nhiên vào buổi sáng họ sẽ tự tay chuẩn bị. Nếu cần một kiểu tóc hoặc phong cách trang điểm phức tạp hơn, các thí sinh có thể nhờ ekip hỗ trợ thêm. Về bảng xếp hạng những thí sinh nổi bật trong ngày do Sắc Factor bình chọn, sau nhiều ngày chỉ xếp vị trí 17-18 bảng xếp hạng này, Kỳ Duyên đã bứt phá lên đứng thứ 13 trong bảng tổng kết ngày thi thứ 6. Và đến ngày thi thứ 7, đại diện Việt Nam thẳng tiến lên vị trí số 7 và còn đứng trên cả người đẹp Thái Lan. Việc Kỳ Duyên liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng theo ngày cho thấy chiến lược trang phục của cô đã phát huy tác dụng. Trước đó, khi thấy netizen lo lắng cho phong độ của Kỳ Duyên, thì một đại diện của tổ chức Miss Universe Việt Nam đã trấn an khán giả rằng Kỳ Duyên có chiến thuật ém mọi thứ, đến giai đoạn quan trọng nhất mới bung ra. Đây chính là cách cô đã thể hiện ở Miss Universe Việt Nam 2024 và khiến ban giám khảo sửng sốt vì càng về cuối càng bứt phá. Ngoài ra, đại diện Việt Nam đứng thứ 12 trong bảng tổng kết Voice for Change. Đây là phần thi phụ bắt đầu xuất hiện ở Miss Universe 2023, là nơi các thí sinh giới thiệu dự án cộng đồng của mình. Kỳ Duyên đã mang đến dự án giúp giới trẻ vượt qua những vấn đề liên quan đến tâm lý như rối loạn lo âu, áp lực đồng trang lứa. Khán giả sẽ bỏ phiếu bình chọn cho dự án cộng đồng mình thích nhất. Ban tổ chức Miss Universe đã đăng tải ảnh các thí sinh chụp ảnh quảng cáo sản phẩm cho nhà tài trợ và bộ ảnh của Kỳ Duyên đang thu về lượng tương tác cao nhất. Sau gần một ngày lên sóng, ba bức hình đại diện Việt Nam có hơn 310.000 lượt thích, hơn 65.000 bình luận và vượt xa nhiều bài đăng của các đối thủ trong cuộc thi. Đặc biệt, sức hút của Hoa hậu Kỳ Duyên còn lan rộng mạnh mẽ khiến người hâm mộ quốc tế không thể ngó lơ. Trong đó, một nhân vật bất ngờ để lại bình luận khen ngợi Hoa hậu Kỳ Duyên có nét đẹp độc đáo và khác biệt. Fan này viết, cô ấy có vẻ đẹp rất độc đáo, khác biệt hẳn so với những thí sinh khác. Đó là điều vô cùng tốt. Dòng bình luận này gây chú ý và nhanh chóng thu về hơn 1.000 lượt yêu thích sau khoảng 6 giờ đăng tải. Dựa trên những phản ứng tích cực này, người hâm mộ Việt đặt kỳ vọng Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe 2024.